Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng John Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay, giữa những cái tin đồn bao trùm là Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đã biến mất tại Đức. Thông tin này chưa được kiểm chứng, chúng ta chỉ biết sơ sơ như vậy thôi, chứ không có một cái nguồn thông tin nào hoặc là không có một ai đứng ra đảm bảo để mà xác minh rằng là đây là sự thật hay không. Bởi vì có nhiều cái ở trên TikTok tôi thấy rằng là họ nói rằng là Nguyễn Thị Thanh Nhàn là được chính phủ Đức yêu cầu thông báo là đã biến mất, nhưng thực tế không hề có một cái thông tin nào từ chính phủ Đức nha. Thông tin này là thông tin sai sự thật. Chính phủ Đức không có một cái thông tin hay không có một cái gì đó để mà công bố với báo chí hay là với truyền thông về Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cho nên đây là cái thông tin mà tôi nói thẳng với các bác, chia sẻ thẳng với các bác, đó là chưa kiểm chứng. Thế nhưng mà xin thưa các bác một cái điều thế này, chúng ta có thể tạm gọi là biến mất hay mất tích vân vân, thì rõ ràng trong công cuộc đốt lò của bác Tổng Bí Thư ấy, thì có rất nhiều người đã biến mất, đã chạy trốn hay thế nào đấy. Chúng ta có thể kể đến như là bà Thứ trưởng Bộ Công Thương là bà Kim Thoa, hay rằng là Vũ Đình Duy của PVTex liên quan đến vụ án tại PVTex của Bộ Công Thương. Chúng ta cũng nhìn thấy là bà Nhàn, và chúng ta cũng nhìn thấy là nhiều người ở trong cái vụ án Vạn Thịnh Phát. Chúng ta cũng nhìn thấy một nhân vật có thể nói rằng là Quang Huy của vụ án Nhật Cường Mobile. Thế nhưng mà số phận của những con người này có thể nói rằng là rất kỳ lạ. Nếu như ấy, chúng ta nhìn thấy bà Hồ Thị Kim Thoa thì người ta vẫn có những cái thông tin từ phía gia đình bạn bè là bà vẫn di chuyển loanh quanh Pháp, Đức vân vân nọ kia, để là bà Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa. Hay là Vũ Đình Duy thì người ta vẫn có thể thấy rằng là di chuyển quanh những cái nước như là gọi là Warsaw của Ba Lan, hay là lúc thì thấy tức là Warsaw ở Ba Lan, hay là Berlin tại Đức. Thế nhưng ấy, Quang Huy với cả Thanh Nhàn là mặt vuông tím. Nếu các bác để ý, có sẽ thấy một cái điều thế này. Nếu như cũng là chạy trốn, cũng là trốn truy nã. Thế nhưng mà một số người khác người ta vẫn có thể thấy, hay như là trước đây chúng ta thấy là Trịnh Xuân Thanh là ở Đức. Tuy nhiên hai con người rằng là Quang Huy và Thanh Nhàn đến bây giờ người ta không biết ở đâu cả. Thật sự các bác để ý, và một câu hỏi được đặt ra rằng là số phận những con người này như thế nào, số phận những con người này bây giờ như thế nào rồi. Và với Quang Huy chẳng hạn, các bác thì thấy rằng là nếu như nhiều người, kể cả bây giờ anh Thắng Đặng của Bamboo, người ta vẫn thấy là đang sinh sống tại Úc, thì Quang Huy đến bây giờ vụ án Nhật Cường gần như là kết thúc rồi mà người ta vẫn không thấy anh này ở đâu. Nó giống như một cái tình trạng là lặn không sủi tăm. Từ cái lúc mà khởi tố cái vụ án liên quan tới Nguyễn Đức Chung, tức là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thì từ lúc khởi tố một số vụ án như thế là người ta không hề thấy cái bóng dáng của Quang Huy thế nào. Cho nên cái câu hỏi rằng là còn sống hay đã chết, và đó là cái nghi ngờ được đặt ra đấy. Và tôi nghĩ rằng là ngay cả các cơ quan điều tra họ cũng đang đặt cái dấu hỏi như thế này. Làm gì có thể có chuyện rằng là anh lặn một phát không sủi tăm, anh có nhảy xuống nước thì nó vẫn có những cái gợn sóng. Bất cứ thứ gì nó đều để lại những cái dấu vết. Và đặc biệt là trong cái thời đại internet như thế này, thì gần như rằng là các camera chạy bằng cơm ở khắp mọi nơi. Cho nên là một vài, nếu mà muốn tìm thì một vài cái hình ảnh, một vài cái gì đó là không khó để mà tìm. Thế nhưng mà đối với Quang Huy thì lại không sủi tăm. Và theo các bác thì anh Bùi Quang Huy trong vụ án Nhật Cường bây giờ là anh lấy số phận như thế nào rồi, theo các bác. Còn đối với Thanh Nhàn thì khác hơn nhiều. Nếu như Bùi Quang Huy chỉ là tay buôn lậu điện thoại, chỉ là một tay buôn lậu điện thoại và có một mối quan hệ mang tính chất thuần túy làm ăn, hoặc là có dính dáng một tí xã hội, nó gọi là dân dân xã hội một tí, thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn hoàn toàn khác hẳn. Không phải vô lý khi mà tôi, ngay từ khi mà vụ án Thanh Nhàn được đưa ra ấy, và tôi đã đặt cho bà này rằng là người đàn bà không thể bị bắt. Bởi vì với những ai mà biết về Thanh Nhàn thì sẽ thấy rằng là mối quan hệ của bà là cực khủng, cực kỳ khủng khiếp. Nếu mà để nói xét về một cái nào đó thì phải nói rằng là phụ nữ Việt Nam là giỏi vô cùng. Chúng ta thấy rất nhiều, kể cả bà Hồ Thị Kim Thoa, bà Thanh Nhàn hay bà Trương Mỹ Lan, rồi một số các đại án liên quan tới thì đa phần nhiều vụ án là toàn đến bóng dáng của phụ nữ. Mà ở đây phải nói rằng là Thanh Nhàn con người rất đẳng cấp. Xét một mặt nào đó thì Trương Mỹ Lan có thể là rất nhiều tiền và có thể thao túng nọ kia vân vân. Thế nhưng mà Thanh Nhàn á, thì nó ở đẳng cấp hơn rất là nhiều. Để lấy ví dụ cho các bác một cái điều rằng là người ta hay gọi rằng là chiều rộng và chiều sâu. Thì nếu mà để xét về tài sản để vét một mức độ khủng khiếp liên quan tới hậu quả của vụ án thì người ta gọi là chiều rộng. Thì người ta sẽ nói là Trương Mỹ Lan, không ai qua nổi Trương Mỹ Lan, Trương Mỹ Lan là số 1. Nhưng mà để xét về chiều sâu, tức là mức độ thâm sâu, thậm chí thâm cung bí sự, thì phải nói rằng là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một người chỉ xuất thân từ một cô giáo bình thường, thế nhưng mà cuối cùng lại trở thành một bà trùm xuất khẩu lao động, rồi một cái mối quan hệ đan chéo, rồi từ trung ương tới địa phương. Hầu hết, tôi nghĩ rằng là hầu hết các quan chức tầm cỡ khoảng tầm chủ tịch hay là bí thư những cái thời kỳ mà chúng ta gọi là thời kỳ 10 năm ấy, thì không thể không biết tới tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bởi vì quá đẳng cấp, thật sự các bác như thế. Ngày xưa người ta có nhắc tới những cái tên như Hưng Tano, nhưng mà Hưng Tano đối với tôi thì so với Nhàn chả là cái gì. Bởi vì mối quan hệ của Hưng Tano hay một số người khác thì người ta cũng chỉ là ở mức độ ở trong nước thôi. Nhưng bà Nhàn thì bà lại còn vượt qua cả cái chỗ này. Tức là không chỉ là có mối quan hệ rất sâu sắc với nhiều lãnh đạo ở trong nước, và chúng ta nhìn qua cái vụ án tại Đồng Nai đấy, mà ông bí thư ông ấy phải bí thư còn phải xin cái, còn nhờ Nhàn để mà xin vốn. Một bí thư tỉnh ủy lại phải nhờ một tập đoàn đi xin vốn về để làm bệnh viện. Thì các bác thấy rằng là khủng khiếp thế nào. Đó. Thì các bác thì thấy rằng là mức độ khủng khiếp thế nào về mức độ quan hệ. Cho nên ấy, cái việc của bà Nhàn nó không chỉ là ở mối quan hệ sâu sắc ở trong nước, mà nó còn sâu sắc ở quốc tế nữa. Đó. Có rất nhiều những cái nguồn tin mà chúng nó thấy chúng ta tới là mức độ khả tín. Và ngay cả chúng ta cũng thể nhìn thấy mối quan hệ của Nhàn khi mà được tặng những cái huân chương tại Nhật Bản hay là tại Israel. Đó, Israel. Thì tất cả những cái đó nó làm nên một người như là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Và bà Nhàn thì thực tế khi mà bà bị khởi tố bắt tạm giam thì ít nhất bà cũng vẫn cứ dò dỉ ra một vài cái bức ảnh. Có một số cái thì ở một thời gian đầu thì ở Nhật, và sau đó thì người ta thấy rằng là bà cũng tới Đức, rồi có những cái tin đồn bà tới Đức, rồi là tin đồn bà đang ở Luxembourg, rồi bà đi lại nó cái vân vân. Để đi lại khắp nơi như thế thì không phải dễ. Và đến bây giờ nếu mà bà thích biến mất thì bà sẽ biến mất. Tâm của bà có lẽ là mình như vậy. Còn chúng ta thấy nó sẽ rất khác với trường hợp là anh Bùi Quang Huy. Nếu Bùi Quang Huy thì tôi đã nói với các bác rằng là thường thường á, trong một số quy định, một số luật, một số nước ấy, khi mà mất tích ở trong một cái thời gian nhất định thì người ta thường tuyên bố rằng là đã chết, hoặc là không tìm thấy người đã chết, kiểu như thế, để người ta đi xử lý những cái vấn đề liên quan tới tài sản. Ví dụ như trong khoảng bao nhiêu năm mà không tìm thấy thì người ta thường coi là đã chết. Thì lúc này là cái số tài sản đứng tên chúng ta thì sẽ được chia lại cho những người thừa kế. Thì không biết là Việt Nam mình có cái luật nào như thế hay không. Bởi vì nếu không có cái luật này thì rất khó để mà xử lý những vấn đề tài sản liên quan đến các cá nhân mà trốn truy nã, hoặc là trốn thế nào đó, hoặc là lặn không sủi tam vân vân. Nhưng mà số phận của Bùi Quang Huy đến bây giờ vẫn là một dấu hỏi, và số phận của bà Thanh Nhàn thì cũng là một cái dấu hỏi. Bởi vì Bùi Quang Huy có về thì cũng chả tác động mấy đến ai cả. Nhưng nếu bà Nhàn mà bà về thì thật sự nó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta gọi rằng là tốt nhất không nên về được tốt hơn. Trong một số cuốn tiểu thuyết hình sự, người ta thường nói một câu rằng là chỉ có người chết thì người không biết nói. Đó. Tôi điều chia sẻ với các bác mọi người, chúng ta chỉ nói vui như vậy thôi. Cảm ơn các bác rất nhiều.